Mọi người, mọi người đến với Nghệ Giải Trí Nam Perfume TV, là Hào đây. Và có lẽ cái clip này hôm nay là một cái clip mà được mọi người request rất nhiều, và cũng như là một cái video mà Hào sẽ hóng từ đầu năm tới giờ luôn ha. Bởi vì đây là một video Hào sẽ review cho mọi người con mới nhất của nhà Jean Paul Gaultier, đó chính là Le Male Elixir. Thì để xem thử em này có thật sự xứng đáng với những cái hype ở trên mạng, từ TikTok cho tới YouTube, mọi nơi, mọi miền đất nước và toàn cầu thế giới, mọi người ai cũng khen chai này ha. Thì để xem thử là cảm nghĩ của Hào sẽ như thế nào nha. Vô công chuyện, let's go. Ok, và đây trên tay Hào đây chính là chai Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. Và cũng như mọi người biết thì đã mắc trong năm nay, và Hào thấy là tất cả những cái top em Hào coi gần đây liên quan tới chủ đề như là top nước hoa mùa đông, mùa thu này nọ, thì đều có tên, ai cũng đều xướng tên đó là Jean Paul Gaultier Le Male Elixir ha. Cho nên thật sự Hào rất là tò mò, và cũng sorry với mọi người đó là Hào cũng hơi tốn thời gian để mà có được cái em này trên tay để mà review cho mọi người, không thể review sớm hơn á. Nhưng mà dù gì cái con người ta hay nói gì ta, better late than never á. Nói chung là có thì hơn không, còn hơn là không bây giờ ha. Đối với cái ngọn hình á, thì Hào đánh giá chắc là 7 điểm. Có những cái điểm Hào thấy rất là thích, bởi vì nó là những cái vẫn là cái form dáng cũ, nhưng mà cái chất của nó sẽ là nó là lý gì ta, sơn tĩnh điện hả? Wow, rành vậy ta. Cái sơn sần đây nè, cái sơn sần nè. Nói chung là cái cách sơn nó sẽ khác với là những cái chai cũ, nó là một cái loại trơn thôi, còn này là kiểu như nó có những cái vân á, cho nên Hào thấy cầm chắc tay rồi rất là sướng. Nhưng mà riêng một cái điểm trừ, và điểm trừ rất là bự á, và mọi người cũng biết rồi, đó là từ trước tới giờ Hào hay chơi đối với những cái chai nước hoa mà nó làm full vàng từ đầu tới cuối, không có xịt nha. Cấm xịt nước hoa tạo. Tiếp theo vào phần mùi hương á, thì ban đầu thoạt đầu á, thì Hào nhìn bản thành phần thì Hào thấy nói chung nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier mà họ sẽ luôn luôn có một cái base chính của họ, đó chính là những mùi ngọt như là mùi vani, và tiếp theo chắc chắn sẽ có mùi hương của lavender. Và thật sự ban đầu Hào thử, và Hào cũng có coi review sơ sơ của Fragrancica, thì nhiều người vote là em này giống với là Le Male Le Parfum. Ban đầu thì Hào cũng ngửi thì Hào thấy giống thiệt, nhưng mà càng về sau thì Hào sẽ thấy tách biệt ra giữa hai cái chai này nó có nhiều sự khác nhau luôn. Cá nhân thì Hào sẽ thích chai này hơn nha, bởi vì Hào thấy nó có chiều sâu hơn, nó có cái mùi cây của Coriander, đó là bạch đậu khấu nè, và ngồi đó là sẽ có lên một cái độ phấn. Qua tới Elixir thì Hào thấy ban đầu Hào ngửi thì Hào thấy giống là bản Le Parfum, nhưng mà càng về sau thì Hào thấy cái mùi hương của vani, nó kèm vào là cái mùi của mint, nó là mùi bạc hà ban đầu nữa, nó sẽ the the mà nó có vẫn có vị ngọt. Thì nhiều người, rất là nhiều người ở này, đặc biệt ở Nam Perfume luôn, thì mọi người cũng có nói rằng đó là chai này giống với lại Ultra Male. Nhưng mà thật sự Hào thấy em này chắc chắn nó sẽ dễ chịu hơn Ultra Male rất nhiều, bởi vì Ultra Male là mùi cực kỳ ngọt. Cho nên ở đây Hào thấy cái em này giống như là một cái mix giữa cái bản gốc Le Male Original và là cái bản Ultra Male, nó sẽ nhập lại để ra được em này. Nếu mà coi nhiều video của Hào rồi thì Hào sẽ có nói rằng đó là Hào thích em này nhất của nhà Jean Paul Gaultier. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa hai bản mới và hay không á, và Hào thấy nó có xứng đáng với là cái hype mà mọi người đang đồn thổi lên á, thì Hào thấy vẫn chưa lắm ha, đối với gu của Hào. Còn nói về độ bám tỏa thì Hào nghĩ rằng cả hai em này Hào đã test thử rồi, cả hai em luôn, và đặc biệt riêng em này nha, có bám tỏa cực kỳ tốt. Một lần nữa thì phiên bản Le Male Elixir vẫn là một cái mùi hương dành cho những chàng trai từ tuổi Hào nghĩ là tầm khoảng từ 25 đổ lên, với những cái trang phục nó sẽ ngầu nè, nói chung là căng cực. Ủa sao thì không biết dùng từ căng cực không biết, ý là kiểu bad boy chắc chất đồ á. Nói chung là mặc đồ vest cũng được, hoặc là những cái bộ đồ đi tiệc cuối năm nè, những cái gì mà đi tiệc cuối năm cho hơi xe lạnh mát một xíu. Ok, và bây giờ đến phần tổng kết ha. Thì để chấm điểm á, thì ngoại hình thì hôm nãy Hào đã nói rồi, Hào phải có giải thích rồi, Hào không thích cái ngoại hình của em này. Nói về mùi hương á, thì Hào sẽ chấm em này 8/10 điểm. Bởi vì sao? Mùi hương á, thì dễ chịu, ok, nó không quá ngọt, nhưng mà thật sự mới lại hay không thì Hào thấy chưa mới. Còn nói về độ bám tỏa và lưu mùi á, thì em này vẫn như những con trước ha, luôn luôn nhà Jean Paul Gaultier vẫn luôn luôn có một cái ADN, một cái performance rất là tốt. Cho nên đối với cái trường hợp này á, và cũng như những trường hợp khác thì Hào luôn luôn chấm em này 9/10 điểm. Tỏ mùi tốt nè trong 1 đến 2 tiếng đầu tiên, và những người tiếng sau á, thì nó sẽ thành không những là skin scent mà những là một cái bubble scent bên cạnh mình luôn ha. Nói chung casual mọi người xịt được, nhưng mà kiểu Hào nghĩ nước hoa của Jean Paul Gaultier mà mọi người đi casual, đi những cái làm việc học sinh hoạt hàng ngày á, thì nó sẽ hơi bị dội quá, nó sẽ có phần chắc chắn là mọi người sẽ nói là sao mùi nó đĩ quá vậy. Chứ mùa hè mọi người mà xịt cái em này là thôi thiệt chứ ám ảnh luôn á. Đó là cái vấn đề lớn nhất của người Việt Nam mình hay sử dụng ha, đó là xịt mùi nước hoa nhưng mà kiểu xịt cố chấp, xịt bất chấp á, xịt không cần suy nghĩ tới những người xung quanh á, cứ biết là trời nóng nhưng mà vẫn xịt những cái mùi rất là ngọt. Thì đó là vấn đề mọi người rất là Hào gặp rất là nhiều người sử dụng cái cách kiểu như là không có được văn minh như vậy ha. Thì đối với chai này á, thì tổng thể Hào sẽ cho em nó 7.5/10 điểm. Nói chung mọi thứ ổn, nhưng mà thật sự chưa xuất sắc thì chưa đâu. Ok, và vừa rồi là cảm nghĩ của Hào về chai nước hoa Le Male Elixir này ha. Hồi nãy Hào nói rồi nhưng mà cũng sorry mọi người, đó là bây giờ Hào biết là nó ra tầm khoảng tháng mấy ta, tháng 3, tháng 4 gì đúng không? Đầu năm luôn á, mà tới giờ Hào mới được cầm trên tay và bây giờ đã tháng 12 rồi, để cầm trên tay mà review cho mọi người nữa thì sorry. Nhưng thật sự là cái bên mình nó kiếm về cái chai này cũng hơi khó luôn á. Thật sự là bên mình nhập hàng chính hãng này cho nên mọi nơi nó đều sold out luôn á. Kể cả thị trường nước ngoài, thị trường châu Âu và châu Á này nọ, chai này đã bán rất là chạy. Cho nên thật sự lấy về một chai được để mà có ở cửa hàng Nam Perfume để review cho mọi người thật sự rất là khó. Nói về mùi hương á thì nó chưa thật sự làm Hào gọi là bất ngờ và ấn tượng lắm ha. Nhưng mà đó chỉ là cái gu của riêng Hào thôi. Để mọi người sẽ có những ý kiến khác ha. Nên mọi người nghĩ sao về cái chai nước hoa này á, và mọi người đã trông đợi nó như thế nào á thì mọi người comment bên dưới cho Hào biết nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Nam Perfume TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.